Xin kính chào thầy cô đến với kênh chia sẻ những kinh nghiệm trong giảng dạy kinh toán học VTS. Thì hôm nay trong khuôn khổ cái video này, mình xin giới thiệu với thầy cô một số nội dung về kiểm tra, chọn đề kiểm tra, chấm bài kiểm tra trên K12 Online. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào K12 Online. Thì ở đây thầy cô nên đăng nhập trực tuyến bằng cái quy trình duyệt Google. Thì chúng ta sẽ vào và tài khoản của chúng ta. Thì khi đăng nhập vào tài khoản chúng ta, thì để chuẩn bị cho một bài kiểm tra, thì cô chọn cái nội dung là học liệu. Thì khi vô một học liệu xong, thì chúng ta sẽ tạo ngân hàng câu hỏi. Thì thầy cô sẽ tạo ngân hàng câu hỏi bằng cách là chúng ta thêm mới. Khi vô ngân hàng câu hỏi thì cô thêm mới. Chẳng hạn thì cô cho kiểm tra 15 phút môn hình học 7 chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn môn thì môn toán khối, thì khối lớp 7 do chúng ta chọn kiểm tra 15 phút học 7 và chia sẻ với giáo viên. Thì này của thầy cô có thể chia sẻ với những giáo viên ở trong tổ của chúng ta, rồi sau đó chúng ta lưu lại. Như vậy là chúng ta đã có ngân hàng câu hỏi, chúng ta đã có ngân hàng câu hỏi cái tên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần việc thêm câu hỏi. Thì quý thầy cô thêm câu hỏi thì nó có hai hình thức, có nhiều hình thức: thêm nhập tay, sao chép từ Word dạng đầy đủ, thêm từ Word dạng ABCD, nhập từ Word, nhập từ Excel, thêm hàng loạt vân vân. Thì ở đây tôi sẽ chọn cách nhập tay. Thì khi chúng ta chọn cái phương pháp cách nhập tay thì máy nó sẽ phần hệ thống sẽ hiện cho chúng ta là có câu hỏi một đáp án, câu hỏi dạng phức, câu hỏi chìm chọn nhiều đáp án. Thì ở đây chúng tôi chỉ lưu ý thì cô chúng tôi sẽ chọn hai hình thức thôi, đó là câu hỏi một đáp án và câu hỏi dạng tự luận. Thì chúng ta sẽ, tại vì cái bài kiểm tra chúng ta thường thường có hai dạng, dạng nhất là trắc nghiệm chọn một đáp án đúng, và thứ hai là dạng tự luận. Thì quý thầy cô, khi mà chúng ta chọn câu hỏi lựa chọn một đáp án, thì ở đây nó có phía bên đây chúng ta có là những cái dấu sao thì chúng ta cần phải điền phần trên chúng ta có rồi. Thì chủ đề thì chẳng hạn thì cô sẽ chọn cái chủ đề mà mình muốn cho kiểm tra. Chẳng hạn như chúng ta cho kiểm tra chương 1 hình học, thì chương 1 hình học là đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. Chúng ta sẽ chọn cái chương 1 này, chọn chủ đề. Câu số 1 này là câu nhận biết. Câu nhận biết thì chúng ta sẽ chọn cái độ khó là nhận biết. Sau đó thì cô sẽ chọn cái câu hỏi, chọn câu hỏi. Ví dụ như chúng ta chọn là định nghĩa hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh. Thì ta sau khi đây là cái câu tiêu đề rồi mình hỏi mà, thì mình mới chọn những cái phương án trả lời ở đây. Chọn phương án trả lời ở đây, ví dụ có ba phương án đó. Hai góc đối đỉnh là hai góc kề nha. Hoặc là chúng ta có là phương án thứ hai là hai góc đối đỉnh. Là hai góc đối nha. Và phương án thứ ba là hai góc đối đỉnh. Là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Rồi chơi đáp án thứ tư. Đáp án thứ tư là lựa chọn khác, câu trả lời khác. Ở đây chỉ ví dụ thôi cô. Thì chúng ta đã có được 4 phương án rồi. Vì trong 4 phương án này ta sẽ chọn một phương án đúng là câu
Trong trường hợp này con nói đúng là câu phương án thứ ba, rồi chúng ta lưu lại. Khi ta đã thêm xong phương án chúng ta lưu lại, thì đó là chúng ta đã soạn xong câu hỏi dạng trắc nghiệm. Thì quý vị thầy cô chuẩn bị trước các câu hỏi của mình và các phương án trả lời của ta, chúng ta sẽ nhập vô đây. Thì đối với môn toán thì thầy cô sẽ nhập dưới dạng công thức, thì nó hơi khó hơn tí xíu. Thì cái phần này mình đã đề cập đến trong một cái clip khác rồi, thì quý thầy cô có thể vào trang và chúng ta xem cái clip đó có chi tiết hơn. Còn đối với những môn tự nhiên, mấy môn xã hội, những môn xã hội thì chúng ta sẽ chọn phương án này rất là dễ, rất là ok. Rồi tiếp theo, chẳng hạn câu thứ hai thì tôi sẽ chọn câu hỏi tự luận, câu hỏi dạng tự luận, thì cô sẽ chọn như đây, lấy cho câu hỏi dạng tự luận. Rồi chúng ta cũng chọn chủ đề, chọn độ khó, rồi tiêu đề câu hỏi, chẳng hạn như là chứng minh định lý, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Thì chúng ta đối với những cái mà những câu hỏi mà chúng ta có cái câu trả lời là ít ngắn, chúng ta có thể nhập cái lời giải chi tiết ở phía dưới. Còn nếu không thì chúng ta chỉ cần nêu nội dung câu hỏi thì chúng ta lưu lại. Vì thì tôi đã thêm thành công một cái câu hỏi tự luận, và cứ như thế với thầy cô cứ việc chúng ta đưa những câu hỏi tự luận này vào, thì chúng ta cứ đặt câu hỏi và chúng ta lưu lại, đặt câu hỏi và lưu lại. Thì cái phần tự luận này các em nó sẽ là trình bày, và chúng ta sẽ chấm dựa vào mức độ trình bày của các em. Đối với những môn xã hội thì thầy cô nó chọn phương án này, thì khi nếu mà làm tự luận chúng ta rất là dễ, hoặc là môn ngữ văn, hoặc là môn lịch sử địa lý đó, thì thầy cô chọn theo cách này rất là nhanh. Rồi sau khi chúng ta đã chọn, coi như là chúng ta đã chọn xong câu hỏi dành tự luận rồi, thì bây giờ tôi sẽ cho quý thầy cô xem. Tôi có một cái ngân hàng câu hỏi, đã đầy tương đối đầy đủ, câu hỏi tương đối đầy đủ, đó là kiểm tra 15 phút hình học 7. Cái này tôi đã chọn xong 19 câu hỏi. Thì đây chúng ta có rất là nhiều câu hỏi dạng tự luận, rồi dạng trắc nghiệm, nhân dân. Quý thầy cô khi chúng ta chọn xong, thầy cô có thể thấy cái câu này là chúng ta cần phải chỉnh, là cái độ khó của nó là vận dụng thấp, vận dụng cao hay hơn hiểu như thế nào đó, thì chúng ta có thể chỉnh lại, chỉnh lại và chúng ta lưu lại. Thì câu hỏi này là chúng ta sẽ lưu lại với điều kiện là những câu hỏi chưa được sử dụng, còn câu hỏi nào mà đã được sử dụng rồi thì chúng ta sẽ không thể sử dụng lại được. Rồi bây giờ việc tiếp theo là quý thầy cô sẽ ra cái đề, thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô khi chúng ta đã có ngân hàng rồi, ngân hàng câu hỏi chúng ta đã chọn ra rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ra đề kiểm tra. Thì mình sẽ viết vào bài kiểm tra, và ta thêm bài kiểm tra. Quý thầy cô thêm bài kiểm tra thì ở đây nó có ba dạng, là bài kiểm tra nhập tay, bài kiểm tra dạng PDF và bài kiểm tra dạng ma trận. Thì khi ra đề thì quý thầy cô nên xuất cái ma trận, do đó chúng ta chọn đề kiểm tra dạng ma trận. Tên bài kiểm tra, thì chẳng hạn đây tôi sử dụng là bài kiểm tra 15 phút. 15 phút. Toán 7, hình học 7. Hình học 7 demo. Thì cô sẽ lên đây, chúng ta sẽ chọn tất cả tiếp những cái dấu sao. Sao thì cũng hơi bắt buộc nhưng thầy cô phải chọn, là nó có hai hình thức tổ chức kiểm tra, là hình thức tổ chức tập trung hoặc phân tán. Thì do tình hình là mạng của các em không có đều, chúng ta có thể có một số em là nếu ta tập trung thì có một số em vào thời điểm đó em không vô mạng được, nên ở đây tôi sẽ chọn là hình thức phân tán.
Thì khi chọn hình thức thanh toán, quý thầy cô có thể chọn lớp, chẳng hạn là khối 7, tôi chọn là khối 7, và lớp học, lớp tôi được phân công, lớp bé 1, lớp 3 dùng thử nghiệm lớp bé 1 đi, 1 đi. Rồi, giờ môn thì môn môn của mình dạy là môn toán, thời gian làm bài chẳng hạn là 15 phút. Và thời gian tối thiểu nộp bài, thời gian tối thiểu nộp bài ở đây, thầy cô có thể chọn thôi là cái thời gian tối thiểu mà chúng ta học sinh có thể nộp bài. Mình dự kiến bây giờ là cho em làm bài kỹ là khoảng 10 phút chúng ta mới có quyền nộp bài. Nghĩa là thời gian 15 phút nhưng em nào làm nhanh là 10 phút chúng ta có quyền nộp bài. Và chúng ta cài đặt thời gian bắt đầu. Thời gian bắt đầu. Chẳng hạn mình cài đặt là cái thời điểm bây giờ chúng ta chọn xong, chúng ta chọn em bắt đầu luôn. Và kết thúc giao giờ này đến ngày mai. Đó, tôi sẽ chọn luôn. Rồi chọn thời gian bắt đầu và kết thúc là nghĩa là cho các em làm trong 24 giờ. Thì trong khoảng thời gian này giờ nào các em làm được thì chúng ta các em lên đó chúng ta làm. Rồi bước tiếp theo thì chúng chọn ngân hàng câu hỏi. Mình chọn ngân hàng câu hỏi thì ở đây chọn ngân hàng câu hỏi là cái ngân hàng hồi nãy mình nhập vào là kiểm tra 15 phút mình học 7 15 phút mình học 7 thì chúng ta thấy máy nó đã hiện cho chúng ta chi tiết là tổng số câu ta đã nhập, rồi số câu nhận biết là bao nhiêu, câu không hiểu là bao nhiêu, câu vận dụng thấp là bao nhiêu và câu vận dụng cao là bao nhiêu. Rồi tiếp theo thì máy cũng đã liệt kê cho quý thầy cô thấy là chúng ta có bao nhiêu câu trắc nghiệm khách quan ở từng mức cấp độ và bao nhiêu câu tự luận ở từng mức độ. Rồi chúng ta căn cứ vào đây để chúng ta tạo ra cái ma trận đề bài kiểm tra cho nó phù hợp. Chẳng hạn như thì thêm cái ma trận ở đây, thêm cái sự lựa chọn này và ta chọn chủ đề thì đây ta mình có một chủ đề mà thôi, ta lấy một cái chủ đề. Người quý thầy cô có thể thêm vài chủ đề ở khi lúc mà mình tạo ngân hàng câu hỏi thì cô thì chỗ này chúng ta có thể thêm vài cái chủ đề vô trong một chương nhiều chủ đề. Rồi số câu chẳng hạn đây thì chọn 2 câu thôi, trắc nghiệm 3 câu đi, ba câu trắc nghiệm, 3 câu trắc nghiệm. Thì trắc nghiệm này thì tôi sẽ chọn là nhận biết. Thì ở đây thì cô thấy ở đây phần nhận biết mình có 3 câu trắc nghiệm khách quan thì thầy cô chọn tối đa đây 3 câu, không thể nào chọn hơn nữa. Thì cô nếu mà chọn hơn nữa thì máy nó sẽ báo lỗi. Thì chúng ta chọn chẳng hạn 3 câu này là 3 điểm luôn. Điểm ở đây chúng ta chỉ có điểm tròn thôi. Rồi tiếp tục chúng ta thêm lựa chọn cái dạng thứ hai, cũng là cái chủ đề này nhưng mà mình sẽ cho 3 câu nữa. 3 câu này mình cho tự luận. 3 câu tự luận thì ở đây tự luận phần nhận biết có 4 câu, thì mình làm 2 câu đi, 2 câu tự luận phần nhận biết thì ứng với 2 điểm, và ta lựa chọn tiếp tục, chẳng hạn là tự luận tiếp tục và 2 câu tự luận ở đây không hiểu là có 2 câu thì chúng ta cho tối đa là 2 câu luôn. Không hiểu 2 câu như vậy thì chúng ta 2 câu này quý thầy cô có thể cho 2 điểm cũng được, có thể cho 4 điểm cũng được, 4 điểm cũng được. Ở trên này tôi sẽ cho 2 câu này là 3 điểm. Như vậy thì chúng ta có tổng cộng khoan điểm là 10. Tổng cộng khoan điểm là 10. Quý thầy cô có thể tới đây thầy cô có thể thấy được, chúng ta có thể xem được cái ma trận này chúng ta luôn. Và cuối cùng là chúng ta chỉ nhấn nút lưu, thì đề kiểm tra chúng ta sẽ hiện hữu lên trên cái bài kiểm tra chúng ta có. Thì ở đây thì cô thấy ở đây tôi có cái đề kiểm tra đã soạn sẵn là kiểm tra thử môn hình 7, hình thức kiểm tra là đánh giá thường xuyên, phân tán thời gian là trạng thái là đang diễn ra. Thì chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta còn trong thời gian làm bài của em thì trạng thái này là đang diễn ra. Thì chúng ta vô đây chúng ta mới xem những cái nào liên quan. Thì chúng ta click vào cái phần màu xanh đó thì thầy cô sẽ thấy hệ thống nó thống kê chúng ta luôn là có 12 em học sinh trả lời. Đó, 12 em học sinh trả lời. Và chúng ta có thể xem coi những học sinh nào đã trả lời. Thì thầy cô sẽ chọn cái bảng điểm này.
thì chúng ta sẽ chọn lớp một. Thì ở đây chúng ta có những em học sinh này đã vào rồi, đã làm rồi. Tuy nhiên, tại sao những học sinh này điểm tổng nhỏ? Lý do là các em này chỉ làm phần phần trắc nghiệm thôi, còn phần tự luận chúng ta chưa chưa chấm cho các em đó. Đó, chưa chấm cho các em đó. Do đó thầy cô sẽ muốn chấm các bài tự luận này thì cô vô bài thi, vô bài thi. Thì bài trong bài thi này quý thầy cô sẽ thấy, quý thầy cô sẽ thấy những cái bài mà các em đã lên làm. Thì giờ mình sẽ chấm lấy bài của từng em chấm. Thì để chấm bài của các em thì thầy cô sẽ vô trên chỗ con mắt, con mắt ở bên phần cái cột hành động có con mắt, clip vô con mắt. Thì khi vào clip vào con mắt thì thầy cô sẽ thấy được, thầy cô sẽ thấy được các em, đây là bài làm của các em ở phần trên. Phần trên là cái phần trắc nghiệm thì các em chọn trắc nghiệm, và phần dưới là phát biểu định nghĩa hai góc đối định. Thì từ câu 3 là cái câu tự luận. Thì các cái bài này được các em làm sẵn và chụp lên đây, chụp các em làm sẵn và các em chụp lên màn hình, thì chúng ta sẽ coi cái bài các em làm ở đây. Rồi tùy theo mức độ đúng sai thì cô có thể cho điểm các em. Những cái bài này là các em đã được chụp trong lúc mà các em đang làm bài. Rồi khi mà chúng ta học, các em đã làm bài xong, đã làm bài xong thì chúng ta đọc những cái này, rồi chúng ta sẽ cho điểm các em. Thì do đây là bài này là bài demo, tôi sẽ cho điểm để cho quý thầy cô biết thôi. Đây chẳng hạn thì cho một, hay một người ta để chỉ cho điểm. Tiếp tục câu 2 này, chẳng hạn mấy em làm đúng tối đa, cho 2 thì cho điểm. Rồi tiếp tục câu cuối cùng này, các em làm nó còn sơ sài, tôi tiếp tục cho một điểm. Thì lúc bây giờ khi chúng ta thực hiện cho điểm thì ở bên đây hệ thống sẽ cập nhật điểm cho chúng ta luôn thì cô. Tổng điểm là 8. Tổng điểm là 8. Đó. Thì lúc chúng ta, khi chúng ta đã chấm xong phần điểm tự luận thì đối với những thầy cô mà môn ngữ văn chẳng hạn thì thầy cô có thể cho mấy em viết một bài văn sẵn, rồi chúng ta các em chụp hình lại như thế này rồi chúng ta sẽ đọc. Và lưu ý với thầy cô, trước khi cho các em kiểm tra thì quý thầy cô nên nhắc nhở các em là chuẩn bị đồ dùng học tập sẵn ở kế bên để chúng ta làm, nhất là không mất thời gian. Thứ hai thì nó không được thoát ra ngoài, nếu thoát ra ngoài thì hệ thống sẽ cảnh báo. Thì cụ thể nó cảnh báo như thế nào thì quý thầy cô khi vào phần tiện ích ở trong thì thầy cô sẽ thấy được là mình có thể cài đặt cho các em, nó sẽ, hệ thống sẽ cảnh báo bao nhiêu lần để các em làm bài. Và thầy cô muốn làm minh chứng, muốn làm minh chứng thì thầy cô cũng có thể chọn chế độ là in bài làm. Nếu chúng ta ở nhà có máy in thì chúng ta có thể chọn in bài làm, thì lúc đó thầy cô sẽ thấy ở trên màn hình của chúng ta có đầy đủ các thông tin về bài làm của các em, có cột điểm, có chữ ký học sinh, chữ ký giáo viên và chữ ký nhà trường đầy đủ. Quý thầy cô có thể vô đây và chúng ta điểm có luôn. Ở cái phần nhận xét này, phần nhận xét này thì quý thầy cô sẽ nhận, nếu mà chúng ta muốn có phần nhận xét này thì thầy cô quay về đây, chúng ta có bài phần nhận xét bài của giáo viên chẳng hạn, bài này mình đã là giỏi chẳng hạn, giỏi, chúng ta lưu lại phần nhận xét. Thì lúc bấy giờ trong bài làm chúng em sẽ có chữ giỏi ở đây, trong bài làm đây có chữ giỏi đây. Và mình in bài làm này mình lưu lại để làm minh chứng sau này cho các em. Thì đó là cái cách sau khi chúng ta chấm xong thì ta viết giờ chữ hoàn thành chấm bài. Thầy cô có chắc chắn hoàn thành chấm bài thi này thì chúng ta sẽ đồng ý quay trở về, chúng ta sẽ quay trở về chi tiết cái đề thi ở đây. Đó, thầy cô. Thì khi chúng ta quay về đây thầy cô sẽ cập nhật lại điểm một lần nữa, chúng ta sẽ cập nhật điểm một lần nữa. Thì hồi nãy chúng ta mới vừa chấm xong thì các em này sẽ hiện cái điểm nó lên. Đó, hiện hiện cái điểm nó lên, điểm của các em. Đó, em chẳng hạn em Mã Thiên Tứ này, chúng ta có 4 điểm trắc nghiệm, 4 điểm tự luận thì tổng điểm bài thi là 8.
Thì đó là cái cách để chúng ta cho đề thi gồm hai nội dung, một cái nội dung là trắc nghiệm và tự luận, và đồng thời cô chấm bài cho các em ở trên hệ thống Khanh Online. Thì theo tôi nghĩ nếu như thầy cô mà vận dụng tốt cái nền tảng K12 này thì cái việc coi chấm thi của chúng ta nó rất là dễ dàng, rất là thuận lợi. Thì chúc quý thầy cô thành công trong cái thời gian kiểm tra giữa học kỳ sắp tới. Chào tạm biệt quý thầy cô.